đẹp. Oklahoma. Vơ trong tay của game thủ Vơ. Egypt trong tay của Bùi Phương Nam. Maxe trong tay của game thủ Văn Hưởng. Và Yamato trong tay của game thủ Nguyễn Hồng Quân. Trận đấu này có lẽ sẽ là trận đấu cuối cùng trong buổi giao hữu trong buổi giao hữu nội bộ ngày hôm nay. Như vậy là 3:48 tôi khả năng em sẽ lên kênh lại để cho anh em có thể xem lại. Chào tất cả anh em. Trước khi đó thì bên mình chỉ 8 người được cầm Enzip Roman của game thủ Thành Lắc, Maxi của Mõ và Yamato trong tay của game thủ Đăng Dũng. Như vậy là quân đều là một Max và một Yamato, một Egypt, khác mỗi Per và Roman thôi. Cố lên nào. Trận đấu đầu tiên của trận đấu thứ 3. Màn hình máy của game thủ U98 cầm Egypt ở phía bên trong. Đây là Đăng Dũng, Yamato phía bên ngoài cạnh. Hôm nay Đăng Dũng thi đấu tốt phết. Cũng được, khá mạnh. Đã khỏe. Mô tô đèn gặp ngay hệ cổ truyền. Như vậy là hai sư tử và Đăng Dũng chết một dân con dân đầu tiên chết trong buổi đấu ngày hôm nay thì phải. Những bước giò đầu tiên của anh Bùi Đăng Dũng, một người hiệu 5 và 2 quả phụ, như vậy là ổn rồi. Bánh máy của Thành Lắc để xem. Người 7/20. Thiết kế được chiếc BS đầu tiên để có thể ăn gỗ. Ice 23/24 dành cho game thủ Thành Lắc, 7 hiệu là 7 hiệu 7. Trận đấu đầu tiên của C3. Máy của game thủ U98 để xem 98 như thế nào ạ. Thông tin báo về là Max C đầu cạnh. Bài 98 như vậy là có hốc ở góc 6 giờ. Mặc dù là tương đối rộng. Điều đó đồng nghĩa với việc là các tay chém cần phải chém tốt hơn so với những tay chém ở phía đội bạn. Đều là những Egypt. Và phía bên kia Bùi Phương Nam là người cầm chủ lực. Một bài Vũ Hoa Xe cũng đang rất giàu và gặp nhà của GV. Cầm Pơ. Ăn hoang tôi nghĩ là tương đối xa. Vơ đấu cánh chắc. Mà tiếp theo về vị chính. Bài của gỡ mõ là một bài không có va. Rồi. Rất may mắn là con voi không quay đầu. Nhưng bãi vàng là bãi vàng quá xấu dành cho gỡ mõ. Rogan, Oklahoma, Alamaz,
Papadakis. Redkit. Redkit. Donna E. Evertonic. Redkit. Rogan. Oklahoma. Evertonic. Holmes. Papadakis. Oklahoma. Redkit. Holmes. Redkit. Papadakis. Alama. Redkit. Papadakis. Vâng, xem Đăng Dũng trận này xem. Đăng Dũng gặp Gver. Rất gần. Yamato gặp Per trong trận đấu này. Như vậy em tin báo về ở cánh phía bên kia thì Thành Lắc ăn hit được người cầm Maxi. Như vậy đây là bài mà Văn Hưởng là người không ăn đường vàng. Rất ngon. Có hai dân kìa. Cú. Cho nó ăn vàng một dân. Không làm được cái gì cho cuộc sống này cả. Con giò nó không công không giáp dành cho game thủ Văn Hưởng. Đây rồi. Hưởng ơi. Thôi. Bị xích rồi em ơi. Không biết rằng là Thành Lắc bánh xe chưa. Đấy, nâng xong rồi, như vậy là ổn. Tưởng chưa nâng bánh xe là hai anh em cùng xích nhau. Tốt. Như vậy là Maxi bên này đã chết. Trong khi đó thì máy của game thủ U98 tham lại là 29/44. Cố gắng khung hầm một cái hốc. Đầu tiên là nhỏ và sau đó là rộng ra. Đây là mõ. Tham lai 27/60 và dâng lờ đóng ngược tại nhà. Khung dâng lờ và khung nhà. Sau đó là chắc chắn đây là vẽ ruộng tại nhà và gặp nhà game thủ màu 8 đánh cung A. Đó là game thủ Nguyễn Hồng Quân cầm Maxi. Rồi là cầm Yamato. Nguyễn Hồng Quân là người cầm Yamato trong trận đấu này. Và cung A vẫn đang chỉ là một áo thôi. Bây giờ thì là hai áo rồi. Tần đầm 2 không ổn rồi. Cung G của màu 6 Bùi Phương Nam đang sang để đỡ cho nhà của game thủ. Cung R của Bùi Phương Nam đang sang đỡ nhà cho game thủ đánh cung A. Đội bạn sẽ có AC Dan và Yamato khỏe trong trận đấu này. Nhưng hai tay chém một đầu cánh thì đã phế rồi. Vậy tất cả nhà của chúng ta cần phải khỏe ra. Thành Lắc cũng phải khỏe ra, vẫy ruộng vẫy riếc. Cả 98 cũng như thế. Chuyển thành thế 2 đánh 4 thì dễ đánh hơn. Ở nhà Y của anh phế à? Ôi phế rồi thì sóc Y làm gì nữa. Y trường đồng 2 sang đâm AC thì cũng chỉ bao cát cho người ta tập bắn thôi. Có lẽ là nên lấy lực ở đấy mà vẽ ra sóc chém ra. Sóc chém ra đi muộn. Hai con Y mày máy đang dũng. Per Max đã fit hẳn rồi. 2 đánh 4 trong trận này. Chúng ta hãy cùng chờ xem là liệu rằng 2-4 thì có thắng được không. Mỗ phải sóc chém dần ra. Đóng im gì. Đóng đi tại nhà thì như gà mõ. Lên trường đồng 3. Rồi quay trở lại với máy của U98 để xem 98 cầm chủ lực. Cái gì. Ơ lên qua. Như vậy là Vơ chuyển cung A trong trận này. Và khả năng rằng là Vơ cũng có thể ôm bom được Đăng Dũng. Và trận này của chúng ta không phải là một trận đấu không hoàn toàn là 2-4. Xem U98 cầm chủ lực. Đội bạn cung R của Bùi Phương Nam cũng là cung R Egypt. Một loại cung R cũng rất tuyệt. Đánh đội 4 của đội bạn cũng giống hệt chúng ta thôi. Cũng có một dao một cái vấn đề là đội bạn là Yamato là người đánh cung A. Còn Egypt là người đánh cung R ôm nhau. Thế của đội bạn là đang hơn thế của mình.
Vâng, 89/164. Thấy bảo mô. Nâng cấp bản đồ các kiểu con đà điểu và sẽ là chuẩn bị một tân nhảy 4 dành cho game thủ màu 1. Thằng này thì vẫn đang cân 5 feet hẳn rồi, 2 per max đã feet, nhưng mà vấn đề là đội bạn đang có Yamato và Egypt đang cực to. Đấu rất khó khăn dành cho ấy. Chúng ta cùng quay trở lại với trận đấu này, và đây là bài mà game thủ U98 có rồi lửa. Đây là một trận đấu mà hai game thủ Yamato và Egypt đưa về phía các bạn lên đời bằng nhau cùng lên đời 4. Thì đã bắt buộc phải có một tên đẩy mạnh. Em là người lên đời sớm nhất bản đồ và có được đạp đồ trước Egypt của bên phía các bạn. Liên tục tràn quân lên để có thể có được áp lực lên nhà của đối phương.
và dành thời gian để cho người cầm Yamato bên phía bên mình, đó là Đăng Dũng có thể lên được đời 4. Máy máy của Đăng Dũng tạo lại là 30/80, một trận đấu solo tốt với người cầm Pearl bên phía bên kia. Và máy của U98 159/200. Này có thật à? Thì tụi bạn lên đời cùng bằng nhau mà. Cần thôi. Yamato đang đi rất chân lực, đang thủ nhà rất chân lực. Trận đời 4 và rất giằng co. Và dù vậy thì các bạn có thể thấy ở trên bản đồ con là đội bạn dường như vẫn đang chiếm được bản đồ hơn. Đây là mỗ, tham lai là 28, đây là thành lắc, tham lai là 90, vẫn đang cố gắng ăn vàng ở trên bản đồ thôi. 90 và toàn là dân. Thì hiện nay là thời điểm mà có lẽ rằng là đạp đôi của Roman nó cũng không có nhiều tác dụng, khi mà phía bên kia hot là hot thần và đạp đôi là đôi zip. Quan trọng là Đăng Dũng phải khỏe lại được và phải có hot thần ngay thì mới được chơi được với đối phương. Thank you.
Ra bị đẩy vào thấy thủ quá. Lắc bắt đầu mất dần do đạp đôi giúp đẩy. Tất nhiên là những đội quân đời 3 thì không có lấy gì chẳng được đạp đôi giúp cả. Uzi 8 Thao Lai 181/200. Nhưng vô phương có thể công được vào cái low code ở trên góc 12 giờ. Và bây giờ thì Yamato của đội bạn lên đời 4 trước, đồng nghĩa việc đội bạn sẽ quản ăn vàng trước so với team U98. 97 dần dành cho 98 ở thời điểm này. 98 đang cầm chủ lực rất tốt. Trên bàn đồ con thì các bạn có thể thấy là góc 3 giờ là bị chiếm hết rồi. Thành Lắc đã fit. Cũng chỉ là 1-2 thôi. U98 Đăng Dũng là 73, Thành Lắc là 24, Cờ Mỗ là 23. Đấy là vẫn chỉ là hai nhà đánh thôi. Đặc biệt là U98 bởi vì cùng thời điểm kia thì gần như là Đăng Dũng chỉ nhận đồ bơm, không có ruộng nhiều lắm cho Đăng Dũng trong trận này. Tham Lai đang bị đề rất mạnh. Có lẽ là ngay sau đây đội bạn sẽ bơm cho bơ lên 4 đánh voi thần. Và như vậy là các game thủ bên phía team U98 đã quyết luôn khi mà nhìn thấy vơ lên 4. Và chắc chắn là khoảng độ 10 phút nữa thôi thì sẽ là tầm sẽ rơi vào tầm khoảng 3 kích voi thần nó lao lên là không lấy gì nữa được cả. Và tỷ số là 1-0 trong trận đấu thứ 3.